chiều ngày 22 tháng 8. KCBL Hoàng Mai xin kính chào tất cả các bác nhá. Và lại là một clip mà ra đi các bác nhá. Qua con Acufei Pro 10 xin gửi tới anh Minh, đường mùng 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và sau cái clip này em sẽ gửi cho anh luôn anh nhá. Và đây tình trạng của em nó này. Đẹp cáu cạnh luôn anh Minh nhá. Và bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Cibel Hoàng Mai nhá, để được tư vấn trực tiếp tất cả các sản phẩm về đồ sân khấu các bác nhá. Đẹp và dã man luôn. Em cũng làm cái clip nhanh thôi để gửi đến cho bác nhá. Con này cũng là con cuối cùng. Và đó là chất âm của nó thì là cực kỳ sang chảnh rồi các bạn. Và chơi cái loa vừa vừa thôi thì hay lắm, chất âm của nó thì cũng đẳng cấp các bác nhá. Trông đầu gấu không các bác? Rất gấu luôn. Vâng, nói chung là cũng chẳng nói nhiều gì nữa, hàng nó cũng vậy rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip nhá. Em cũng chỉ test nhanh và em đóng hàng đi gửi cho anh Minh. Xin cảm ơn anh Minh, đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh các bác nhá.